đến cái khu cách ly này nha mọi người. Nó bên Mạnh Thường Quân, bên chính quyền đầu coi xem xét nè, khu cách ly thì rất là đông người, nhưng mà đưa đi cách ly gom vô thì rất là nhiều, nhưng mà cơm thì không có để ăn, thuốc thì không phát cho ai uống viên nào hết trơn. Nó bây giờ ở ngoài, vừa ở trong nhà hết chỗ ở phải ra ngoài ở như vậy nè. Nó hiện cái khu vực này là ở nhà văn hóa khu phố Khánh Hội nè, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên nè. Thì coi chính quyền địa phương rồi là Mạnh Thường Quân rồi coi giúp đỡ cho những người dân, chứ đưa đi cách ly mà kiểu vậy không có thuốc uống thì cái này nó đâu phải gọi là cách ly nữa. Cái này đi chồng chất lên luôn. Bệnh thì phải có thuốc uống, đằng này nói bệnh đưa đi cách ly mà không có viên thuốc nào uống hết trơn, cái này chưa về tới nhà nữa thì chết hết rồi. Thà để cho người ta ở nhà thì có thể người ta tự chăm sóc cho sức khỏe của mình được. Người ta còn mua thuốc uống hay là người ta ăn thì người ta vượt qua được cái dịch. Nó bây giờ ở ngoài đó là giờ ở trong này không có chỗ nằm phải ra ngoài đó. Còn ở trong này vậy, nó mọi người cứ nằm vậy, cứ chờ không chứ không biết mà chờ cái này là chờ cái gì luôn. Cơm không có ăn, thuốc không có uống, cái này không biết chờ cái gì. Thì nó cái này rõ ràng là dồn lại để mà chết mà không có chịu, sợ chết đó, chia ra rồi nó buồn, thành ra đưa vô một chùm vậy. Đó, mọi người coi đi, nó là không chỗ nào trống hết, rất là đông. Này nếu tính ra số lượng cũng gần cả ngàn người, nó đưa đi cách ly vậy nè mà không có một viên thuốc uống. Cơm thì mấy người ở gần thì người thân còn đem lại được, mấy người ở xa cơm không có để ăn, nó thuốc cũng không có để uống luôn. Cái này chính quyền với bên Mạnh Thường Quân đầu coi làm sao mà giúp đỡ cho người dân được, chứ cảnh này là những người dân vậy chưa kịp về tới nhà nữa, giờ mà dám chừng cũng không có sức để về nhà nổi luôn. Cơm không có ăn, thuốc không có uống, cứ nằm vậy không biết chờ cái gì, rồi làm sao mà sống được. Nguyên một cái khu vực nhà văn hóa vậy nè, nằm lạng đã hết trơn. Rất là đông luôn, không chỗ nào trống hết. Từ trong nhà cho tới ngoài sân, rồi ra ngoài vườn luôn. Rất là đông. Mọi người thấy đó, nằm trong nhà có, ngoài vỉa hè vậy cũng có luôn, hết chỗ nằm, hết chỗ ấy thì phải chịu luôn. Ai lại trước còn có được ở trong nhà nằm, ai lại sau thì ở ngoài vậy luôn. Cái này coi chính quyền hay là anh em bên Mạnh Thường Quân đâu coi làm sao để chung tay để giúp đỡ dân, chứ dân sống này đưa đi cách ly không có thuốc uống vậy là dân sẽ mệt thật. Ở đây là nhà văn hóa khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nó bà con cứ lang thang không có chỗ để mà nằm luôn, cũng có nhằm người kiếm miếng cơm, chờ miếng cơm ăn cũng không có luôn. Đó, giờ không có chỗ nằm, ra ngoài sân vậy luôn á. rất mong là có được cái đoạn clip này bà con chính quyền bên Mạnh Thường Quân đầu coi làm sao để mà có được cái sự trợ giúp cho những người dân đưa đi cách ly như vậy, để cho họ một, thứ nhất là phải có được cái thuốc uống, thứ hai phải có được cơm để ăn thì mới có được cái hy vọng để mà còn quay về nhà để sống nữa. Chứ cách ly mà không có thuốc uống, không có cơm ăn vậy là nằm cái này là không có được, rất khổ, nhìn thấy mình nó đau lòng rồi. Rồi thôi, em quay lên vậy thì mọi người cũng đã nhìn thấy hết rồi nha, thấy hết cái khu vực của phường, cái nhà văn hóa, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương rồi nha. Coi chính quyền hay là bên Mạnh Thường Quân có giúp đỡ dân ở khu vực cách ly này được thì hãy giúp đỡ cho những người dân.